Tân hoàng đế của Tự Kiến Mộ Đăng Cơ được các lão tướng trong triều ủng hộ, ngai vàng vững chắc, vạn dân quy phục. Từ việc tấn phong trưởng công chúa đến làm hoàng hậu rồi nữ hoàng, nàng hầu như không tốn chút sức lực nào. Điều duy nhất có thể khiến nàng cảm thấy khó xử là dàn nam nhưng không hậu, trong hậu cung, nhân sinh như mộng, hành sự thư danh, tự hỏi mình không hẹn, không tin nhân vật từ mộ kiến mộ. Nữ hoàng Đông Ninh Quốc, con gái thứ sáu của hoàng đế Tích Công Chúa, được sinh ra bởi hoàng hậu và có một người anh trai thứ hai, người được cho là kẻ sẽ kế thừa ngai vàng, nhị ca, và tình yêu là từ bỏ ngai vàng, nàng được ủng hộ lên ngôi. Sau khi hoàng đế băng hà, nàng được thái hậu nâng đỡ ngồi vững vàng trên ngai vàng, siêng năng kiên định, dịu dàng và tình cảm, rất là lo lắng về việc làm hoàng đế đế mà vẫn chăm chỉ học tập. Cao Uyên, một nội phụ ti chủ trịch sự tâm phúc của Từ Kiến Mộ, phụ thân là Triều Hần Mẫu Hân, mất sớm, người cha tái hôn với mẫu cha hế lớn, tình cảm của hắn trong nhà không chẳng càng khó khăn. Năm 14 tuổi bị buộc phải vào cung, trầm mặc ít nói, đối đãi với người khác xa cách, thậm chí lạnh lùng với cả với Từ một kiến mộ Trần Ôn Hanh. Một thương gia trang sức tình cờ gặp Từ Kiến Mộ, tương đối chủ động, hành động có chút lệch lạc, thái hậu không thích. Trước khi vào cung cũng không có quan hệ gì với hoàng cung, bề mặt tao nhã nho nhã nhưng thực chất tính tình là lãnh đạm, lòng dạ ngay hẳn, nhưng người tình lại là vương phi của hoàng hậu Kim Trang, vệ vị quân sức hơn trong dòng tộc. Hắn không thích hợp tiến vào hậu cung, cho nên tiến quân trước quân địch dễ hương và đơn giản, đỏ mặt nhưng lại rất hẳn hắn trong việc xử lý tình cảm, không phòng hộ trước mọi người, ngược lại rất dễ hương, rất cởi mở, đồng cảm mạnh mẽ, rất chu đáo, đôi khi khen tuông hầu hết thời gian, rất hiểu biết, đồng cảm và gần như không cảm xúc, có cảm xúc tiêu cực. Đàn Đao, cháu trai của Đàn Thái Lý, phóng khoáng, không rò bó, đáng dám yêu, dám hận, khao khát tự do. Anh ta là anh cả họ của Cao Uyên, một quan nội chính của anh ta, thích cưỡi ngựa và anh ta có sức mạnh quan sự cao, ước mơ là một đại hiệp hành hiệp trưởng nghĩa, rất coi trọng người hơn. Triệu Tồn Tinh, Triệu Cảnh Hành, con trai của Triệu tướng quân, em song sinh của Triệu Tồn Tinh, Triệu Cảnh Hành từng là người hầu của bộ gia đình và chức vị bệnh tật, ốm yếu, anh trai yếu nhà tỉnh dưỡng, em trai đi làm để chống lưng Triệu gia, một người ngây thơ và độc đoán, người kia tinh tế và kiên định, đau lòng chứng kiến cái chết thương tâm của cha mẹ, anh em hỉnh hoảng hoán đổi linh hồn. Hẩm Hiệp, con trai của cựu tế tướng, đối tượng là Từ Kiến Mộ hầm ngưỡng mộ khi còn trẻ,
là hanh mai trúc mã của cô. Sau khi hoàng đế đầu tiên ban hôn cho Từ Kiến Mộ và quân hậu kết hôn, sau khi thế lực Khẩm gia bị chèn ép buộc phải rời kinh, Từ đăng cơ trở lại kinh năm nay, sau đó trở về hành thừa tướng, tài năng điềm tĩnh và chu đáo, bề mặt bề ngoài dịu dàng nhưng sâu sắc trong suy nghĩ. Hết chép không? Chúng khanh bình thân đối mặt với các cựu hần trong triều đình ủng hộ thái hậu nâng đỡ ngôi vị hoàng đế của nàng, vẫn chắc vạn quân dân quy tâm theo chế độ tổ tiên triều ta. Tân đế đăng cơ thực hiện nghi thức tế trời đất, thể hiện sự chính thống lễ bộ thượng thư, cầu nguyện cho vận mệnh quốc gia Đông Ninh phát triển mạnh mẽ, mưa thuận gió hòa, dân chúng vui an vui. Sự dịu dàng của kẻ yếu cũng không khó, điều hiếm hoi là vẫn có thể giữ vững bản tâm ở vị trí cao. Hãy đối xử với mọi người một cách dịu dàng. Nàng có quân hậu tiên đế từ hôn kết tóc làm vợ chồng, ân ái không ngờ, nhưng người nam nhân hàng gia nhất định không cách nào giống dân chúng bình thường. Lại ngây thơ thẳng thắn, thiếu niên yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên, cưỡi ngựa dựa vào các cầu khiên đầy lầu thòng tự chiêu. Chờ ta có tương phùng thị trận tình định tại rừng tre, người đàn ông dân gian quyến rũ. Đã thấy quân tử vân hồ không thích, con cháu của cha có cháu trai của hái úy tương chiều, đánh chết người không muốn ham gia thì tiện tú công tử hoàn hành. Ngươi đi rồi, ta không thể đi, không đi. Cho dù hoàng đế lớn lên đẹp như thiên tiên, ta cũng sẽ không đi. Nhưng sau đó, không biết quân gần xa, vĩnh biệt hoàng hậu, những cái ôm. Sau khi có Chung Liệt, mặc dù cũng một diện mạo, nhưng có một cá tính hoàn toàn khác nhau của song sinh. Cô gái này là ai? Làm thế nào ta có thể làm điều đó? Ta chưa bao giờ thấy nó. Giống như ngôi sao vậy, không phải đêm qua, vì ai mà nửa đêm đứng gió sương. Lục công chúa và quan nội vụ lạnh lùng trong sáng mắt nhìn về phía nàng, có những lời không thể diễn tả. Cao Uyên, ngươi không thể được chết. Tình chi sở duyên đều bất do kỹ, phần tình cảm này không thể nhìn thấy ánh sáng. Hừng tân chỉ và ẩn sâu trong trái tim nàng, người nam nhân đó việc hậu tương tư không nhất thủy, tại trọng lai thời hữu dị tam sinh. Nam hành tấn thứ 15, lục công chúa lên ngôi. Từ Hoài Khánh năm thứ nhất đến Hoàng Khai năm thứ 50, vị trí mấy chục năm, 30-40 năm trôi qua thật nhanh. Nếu nó xảy ra một lần nữa, liệu người hương tâm và điều người những điều người hương tâm xảy ra một lần nữa không? Đời người như giấc mộng, sử sách thư danh tự hỏi không hẹn. Và sau đây là hết chap 10 và chap 1 nha.